5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Trên Facebook, Soan Bautista Phạm Hồng Lĩnh vừa chia sẻ về tình hình sức khỏe cha An Tôn Đặng Hữu Nam đang rất nguy kịch. Cha Nam đang sử dụng máy trợ thở và sức khỏe hiện tại rất yếu. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho cha Nam vượt qua cơn nguy kịch. Facebook Soan Bautista Phạm Hồng Lĩnh chia sẻ như sau. Hiệp hành, sáng nay ngày 18 tháng 3 năm 2022, tôi đến nhà hô dưỡng giáo phận Vinh thăm linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam. Sức khỏe ngài hiện tại yếu, đang sử dụng máy trợ thở. Xin anh chị em cầu nguyện cho ngài. Ngài nhờ tôi gửi lời chào sức khỏe bình an tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả mọi thành phần dân Chúa đã lo lắng cầu nguyện cho ngài. Còn trên Facebook, cha Phaolô Lộc vừa chia sẻ về tin nhắn của cha An Tôn Đặng Hữu Nam, chỉ với vài chữ ngắn gọn đã làm cho người đọc nghẹn lòng. Xin Chúa cất đi cho cha nỗi đau của bệnh tật. Facebook cha Phaolô Lộc đã chia sẻ như sau. Nhận được tin nhắn của cha, chỉ biết cầu nguyện cho cha, cầu xin một phép màu của Chúa chữa lành cho cha. Xin hiệp thông cầu nguyện cho cha An Tôn Đặng Hữu Nam hôm nay đang phải chịu những cơn đau dữ dội do căn bệnh hiểm nghèo. Trước đó, trên mạng xã hội đã nói cha Nam đang mang nơi mình hai căn bệnh hiểm nghèo, nhưng hiện sống trong điều kiện vô cùng khó khăn. Được biết, ngày sinh nhật của cha An Tôn, linh mục Đặng Hữu Nam mà cha đau bệnh, con nguyện xin Chúa và mẹ Maria an ủi cha. Con sẽ luôn cầu nguyện cùng Chúa với cha, biết cha đang rất đau mà không biết làm gì ngoài lời cầu nguyện. Xin Chúa chữa lành và nâng đỡ cha. Xin mọi người cầu nguyện thật nhiều cho cha An Tôn Đặng Hữu Nam. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền về sức khỏe của cha như sau. Trên Facebook, Nguyễn Kim Thanh đã chia sẻ về tình hình sức khỏe của cha An Tôn Đặng Hữu Nam, khiến cho nhiều người công giáo xúc động khi nhìn thấy cha An Tôn Đặng Hữu Nam đang chống chọi lại bệnh tật. Xin Thiên Chúa và mẹ Maria luôn ở cùng với cha trong mọi đau khổ thử thách và chữa lành cho cha. Facebook Nguyễn Kim Thanh chia sẻ như sau. Xin mọi người cầu nguyện cho cha An Tôn Đặng Hữu Nam. Hiện nay cha đang rất mệt và yếu. Cha đang phải truyền thuốc. Cha đã bị hai căn bệnh trọng là ung thư não và ung thư máu. Đã mười mấy năm qua, cha đã phải cố gắng mạnh mẽ vượt qua những đau đớn do bệnh hoành hành. Nhưng cha đã được ơn Chúa mà vượt qua tất cả. Nhưng thời gian vừa qua, cha đã trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều áp lực, quá nhiều bức xúc và nhiều buồn lo nên cha đã suy sụp, nên ngài đã bệnh. Xin mọi người yêu quý cha thêm lời hiệp ý, cầu nguyện cho cha Nam mau bình phục khỏe lại. Xin Chúa thương xót ban ơn chữa lành cho cha An Tôn Đặng Hữu Nam. Khỏe lại bình an và mạnh mẽ vượt qua cơn đau này. Xin Thiên Chúa và mẹ Maria thương xót ban phúc lành cho cha sớm được phục hồi sức khỏe. Bài chia sẻ đã nhận được rất nhiều lời bình luận cầu nguyện đến cha An Tôn Đặng Hữu Nam. Nhìn ảnh cha Nam tiểu tụy trông thật cảm động và thấy thương cha quá. Trước đó nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ về hình ảnh cha đang ngồi trên giường để truyền nước thuốc. Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cha An Tôn Đặng Hữu Nam đang bệnh trở nặng. Theo Facebook, cha An Tôn Đặng Hữu Nam vừa đăng lên dòng chữ sẵn sàng với hình ảnh cha đang ngồi trên giường và đang được truyền nước dịch có màu vàng. Cha ngồi trên một chiếc giường thô sơ, mặc chiếc áo thun đen và quần dài đen giản dị. Ngay trên giường cha Nam đang ngồi, có một phong thư được dán trên tường. Trên phong thư có ghi dòng chữ di chúc linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam. Qua những hình ảnh trên, đã cũng khiến cho nhiều người giáo dân xúc động trước vị linh mục trẻ đang trên giường bệnh. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho cha An Tôn Đặng Hữu Nam. Xin Chúa cất đi những khó khăn, những bệnh tật cho cha. Được biết, cha An Tôn Đặng Hữu Nam sinh năm 1976. Cha từng là linh mục quản sứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, giáo phận Vinh. Từ tháng 6 năm 2020, cha được cho tạm nghỉ mục vụ.